Vinh sinh Nguyễn hỏi lên cõi trời phải ít nhất đạt sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tu theo thiên tâm đạo không ngồi thiền có lên được cõi trời không chú? Ai nói tu theo thiên tâm đạo không không ngồi thiền? Chú có trong 12 giới lực có một cái là kêu ngồi thiền mà. Mà mình tứ thiền là gì? Tứ thiền là vô sắc giới. Vô sắc giới nghĩa là gì? Nếu giữ đúng 12 luật của giới luật của thiên tâm, có nghĩa là mình thấy con gái đẹp mà cực kỳ đẹp như một hoa hậu mà không có mặc đồ, không có mảnh vải nào trước mặt mình, mà mình cũng cảm thấy như pha á, thì mình đã đạt được tứ thiền ngay tại thế gian rồi, đúng không? Còn mình thấy một đống vàng trước mắt mà mình giữ đúng 12 giới luật, mình không tham. À, của phải của tôi rớt ngoài đường, tôi không có lụm, tôi mang lại cho chánh quyền giữ để trả lại cho đúng người rớt, thì là mình đã không có tham, là mình đã đạt được cảnh vô sắc giới rồi, chứ không phải là phải ngồi như như mấy thầy đà, bên thần thông á, bên tà đó, nó cũng có tam thiền tứ thiền, nó cũng có cảnh giới này cảnh giới nọ, nó cũng tiếp xúc được, nhưng mà ở lòng tham với cái ác của họ trong tâm vẫn còn, thì cũng vẫn còn thôi. Cho nên đạo thiên tâm mới là siêu nhất á, có ngồi thiền. Khi mà cái tâm của mình không mong cầu nữa, mình không sợ già, không sợ bệnh, không gì chết, có nghĩa là người mình là cũng y như là đã là giảng sanh rồi. Có nghĩa là mình không mong gì hết, thì có nghĩa là có phải là giống như mình niệm Phật tâm bất loạn không? Giảng sanh không? Đó. Thì mình phải nghiên cứu là cứu kỹ lại cái 12 giới luật của thiên tâm, rất là cao siêu đó, mấy vị đặt ra không phải là bình thường rồi đó. Bằng Nguyễn, chú là vua thần nông, không biết nhưng mà chú dạy cho người ta trồng lúa. Anh Nghị ơi, các vị bề trên đang ẩn ở Việt Nam đã nhận lệnh chưa anh, hay là các vị tự biết nhiệm vụ của mình nhỉ? Tất cả các vị đã ẩn nhưng mà chưa có dám xuất hiện, tại xuất hiện ra là sẽ bị ở tù, cho nên mấy vị không có dám hiện lên trong lúc này. Đến khi nào mà Đức Thầy xuất hiện, tất cả mọi người mới xuất hiện là chú mới về được. Lúc đó đó mấy ông chính quyền đó là lúc đó kéo tay thua với Thượng Đế rồi. À, Thượng Đế ơi, con kéo tay không có lợi ngày nữa, con đầu xin đầu hàng. Thì lúc đó quả mai. Còn bây giờ mấy ông nghĩ mấy ông sẽ thắng.